tiên em xin được gửi tới quý anh chị em nhà mình ngày hôm nay, đó là một chiếc xe Santa Fe được sản xuất năm 2007, keo chỉ máy số cực chất luôn. À, chiếc xe này là của một bác đã công tác trên Hòa Bình. Bây giờ bác qua tuổi rồi, bác về quê Hưng Yên để sinh sống, nên là bác đã nhượng lại nộc lá cho em. Anh chào em. Vâng, em chào anh Khánh Béo. Em xin chào anh Ni Thuận. Em chào tất cả anh chị mình có mặt trong buổi livestream của em trong trưa ngày hôm nay. Và chiếc xe Santa Fe này em Xuất đang chào bán với mức giá là 375 triệu đồng, hộp số tự động anh chị nhé. Máy dầu 2 cầu, xe thì mang nước sơn màu vàng cát. Anh chị nhìn cái xoang đèn này, quá là ok đúng không? Quá ok. 4 quả nốt như một luôn, còn rất là dày và rãnh nốt thì còn rất là sâu. Có la răng đúc, có phanh ABS chống búa cứng rồi. Xin nhan thì được thích hợp ở trên gương rồi. Và nội thất bên trong thì em sẽ quay cho anh chị xem. Em sẽ quay nội thất bên trong của chiếc xe này cho anh chị mình xem. Chân nỉ ghế da, chân nỉ ghế da thì cao cấp nguyên bản theo xe anh chị nhé, nguyên bản theo xe. Và em chia sẻ luôn là cái má ghế bên này, cái má ghế bên này thì nó có cái độ nhăn, nên là em đã làm lại cái má ghế này rồi. Má ghế này em làm lại rồi anh chị nhé. Đấy, hôm qua em mới cho làm xong. Còn lại là vẫn nguyên bản theo xe, nội thất zin theo xe, vô lăng dạo đầu trâu thích hợp tăng giảm âm lượng rồi. Đầu đài củ số thì nguyên bản theo xe, hộp số zích rắc anh chị nhé, hộp số zích rắc, cam hành trình thích hợp trên gương rồi. Em đang chào bán chiếc xe này là 475 triệu, ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 460 triệu đồng. 460 triệu đồng, 103 khách hàng đang tham gia livestream của em rồi. 103 nhát tim cho em xem nào, 103 nhát tim cho em anh chị ơi. Đấy, mùng 1 đầu tháng hoan hỉ, anh chị thả tim thả like mạnh mẽ cho em, chia sẻ giúp đỡ em Suốt nào. Đấy, em chào anh Nguyễn Sang, em chào anh Văn Thuần. Em xin được gửi lời chào tới 105 khách hàng đang tham gia livestream của em. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream mùng 1 đầu tháng hoan hỉ, cho em Suốt xin nút tim, nút like cũng như nút chia sẻ về trang hội nhóm cũng như là trang cá nhân công khai anh chị nhé. Kế cận em đây là một chiếc xe Lacetti SE được sản xuất năm 2007, hộp số sàn. Chiếc xe này thì động cơ của nó là 1.6 và lắp ráp tại Việt Nam. Em đang chào bán là 130 triệu đồng. 130 triệu đồng thì ngày hôm nay em để cho anh chị là còn 120 triệu. 130 còn 120. Đấy, 130 thì còn 120. Xe thì sedan 2 đầu. Đấy, thay chiếc xe cổ đúng không? Thay chiếc xe cổ. Chân nỉ ghế da cao cấp luôn. Em chào anh Đào Tiến Sĩ, em chào anh Nguyễn Sang. Vô lăng ba chấu rồi. Đầu đài củ số thì có màn hình nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy. 130 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 120. 130 thì còn 120. Chiếc xe Captiva này được sản xuất năm 2008. Em đang chào bán là 210 triệu đồng. Em chào anh Nguyễn Danh, em chào anh Đồng Hòe. Chiếc xe Captiva này sản xuất năm 2008, em đang chào bán là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 200. 210 thì còn 200. Tất cả những cái đầu xe bên em đang bán trong ngày hôm nay, em sẽ giảm từ 5 cho đến 15 triệu đồng trên một đầu xe. Mục đích để anh chị mình mua được xe anh chị nhé. Đấy, hôm nay mùng 1 đầu tháng xem có anh chị nào cọc trên livestream của em không nào. Đấy, sờ bắt số tự động rất nhiều anh giai hỏi. Thưa với tất cả anh chị mình, sờ bắt số tự động em Suốt có cọc rồi. Có cọc rồi, lên rừng giao dịch anh chị nhé. Kế cận em đây là một chiếc xe Cruy được sản xuất năm 2012, số sàn. Em đang chào bán là 258 triệu đồng. 258 triệu đồng cho một chiếc xe Chevrolet Cruy. Chevrolet Cruy là được sản xuất năm 2012, số sàn đây anh chị này. Động cơ của nó là 1.6. Em sẽ quay nội thất bên trong của chiếc xe Chevrolet Cruy này tới toàn thể anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay. Nội thất bên trong thì trần nỉ ghế da cao cấp luôn. Ghế da này là ghế da bọc lại rồi anh chị nhé. Ghế da bọc lại rồi. Vô lăng ba chấu thích hợp túi khí an toàn. Đầu đài củ số thì nguyên bản theo xe. Đấy, đầu đài củ số nguyên bản theo xe. Và có cam hành trình rồi. Táp nô táp ly khá là sạch sẽ luôn. Táp nô táp ly khá sạch sẽ luôn. Em đang chào bán 258 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 248 triệu đồng. 258 thì còn 248. Em chào anh Loan Thắng, em chào anh Lê Quốc Tuấn. Kia Morning, taxi Hoàn Lương anh chị nhé. Taxi Hoàn Lương đổi màu. Chiếc xe này em Suốt có cọc 50 triệu đồng rồi, sẽ dừng giao dịch anh chị nhé. Kia Morning máy số zin nhưng cũng là taxi đổi màu. Em Suốt cũng có cọc rồi và đang tiến hành rút hồ sơ về Điện Biên rồi anh chị nhé. Dừng giao dịch luôn.
tất cả anh chị nhà mình cọc xe cho em thì chiếc xe đấy sẽ được dừng giao dịch, sẽ dừng giao dịch cho tất cả anh chị mình khi anh chị mình cọc xe cho em. Và kế cận em đây là một chiếc xe Kia Morning được sản xuất năm 2011 anh chị nhé, 2011. Và chiếc xe này cũng là taxi hoàn lương đấy, taxi hoàn lương và qua dịch vụ rồi. Em đang bán là 140 triệu đồng, máy số cực chất luôn. Và hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 130 triệu đồng. 130 triệu đồng là anh chị mình có xe tránh nắng, tránh mưa và xe bổ túc tay lái cho anh chị mình rồi. 124 khách hàng đang tham gia livestream của em. Mùng 1 đầu tháng hoan hỉ, 124 khách hàng cho em xin 124 nút like, nút tim cũng như nút chia sẻ mới nào anh chị nào. Đấy, anh chị hãy động viên em nào, động viên em trong ngày mùng 1 hôm nay đi anh chị ơi. Hoan hỉ cho em. Kế cận em đây là một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium, gầm cao máy thoáng, được sản xuất năm 2017 anh chị nhé, 2017, xe có cửa lóc cửa trời. Và chiếc xe này thì em suốt cũng tháo biển, rút hồ sơ rồi. Em sẽ chia sẻ kỹ càng chiếc xe Ford EcoSport này tới toàn thể anh chị mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì thưa với tất cả anh chị mình, chiếc Ford EcoSport này từ rất lâu rồi nay mới xuất hiện đúng không ạ? Em đã bán cho một anh trai trên Hà Nội rồi. Đấy, bán cho một anh trai trên Hà Nội rồi. Nhưng về do kinh tế, đấy, do quá trình làm việc, kinh tế bị lung lay và đã phải bán lại cho em suốt. Thì khi kinh tế lung lay thì vợ chồng sẽ có những cái gọi là khúc mắc đúng không ạ? Nên là hai vợ chồng anh chị đồng ý bán cho em, ký vào giấy tờ rồi. Em suốt sẽ rút hồ sơ luôn. Rút hồ sơ và sẵn chờ xem anh chị nào đúng tên thì vào tên cho anh chị. Đấy, em sẽ rút hồ sơ rồi và chờ xem anh chị nào đúng tên thì em sẽ vào cho anh chị luôn. Chiếc xe này gầm cao máy thoáng và cam kết cho anh chị mình rằng xe không đâm đụng, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, nội thất zin theo xe, xe được trang bị bậc lên bậc xuống rồi anh chị nhé. Và chiếc xe này thì em cũng chia sẻ luôn là máy ra rồi. Đấy, 2017 máy ra rồi. Vì sao máy lại ra rồi? Thì thưa với tất cả anh chị mình, năm 2017 hệ thống Ford EcoSport có bị lỗi đúng không ạ? Có bị lỗi và chiếc xe này nó cũng nằm trong số đấy. Và máy làm lại rồi anh chị nhé, máy cực chất luôn. Và em suốt bán chiếc xe này cam kết bảo hành máy số cho anh chị. Và em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 458 triệu đồng, 458 triệu, đăng kiểm miên man đến tận tháng 6 năm 2023 anh chị nhé. Tháng 6 năm 2023, nội thất zin theo xe này, nội thất zin theo xe. Chiếc xe này em mới trang bị cho xe một cái màn hình giải trí cỡ lớn luôn. Đấy, nội thất zin theo xe, anh chị nhìn thấy chưa? Xe có cửa lóc cửa trời, vô lăng ba chấu thích hợp tăng giảm âm lượng cũng như là đàm thoại rảnh tay. 458 triệu đồng, 458 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 450 triệu đồng, bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển cho anh chị mình trên mọi miền tổ quốc. Anh chị mình hãy thả tim, thả like cho em nào. Em chào anh Đoàn Văn Hoạt, em chào anh Nguyễn Cường và em chào anh Phan Kiên. Và kế cận em đây là một chiếc xe Vios, một chiếc xe Vios đời 2005 mang thương hiệu Lồi Đồng Cối Đá. Phải nói là anh chị mình thì rất thích Vios đúng không? Rất thích Vios. Thì em xuất có ngay một chiếc xe Vios Lồi Đồng Cối Đá. Đấy, chiếc xe này nó lạ lắm anh chị ạ, nó lạ lắm. Cái củ số của nó này, cái củ mà để cầm đi này, nó còn bị rụng cả ra. Đấy, chiếc xe này đơn giản thôi, cái củ này đơn giản thôi. Em xuất làm lại trong phút mốt. Đấy, làm lại trong phút mốt. Những cái số của nó thì không vấn đề gì. Đấy, số không vấn đề gì. Em đang chào bán chiếc xe này là 145 triệu. 145 triệu thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 135 triệu. 145 thì còn 135. Đằng kia là hai chiếc xe nhưng em không dám ra vì ra đấy thì mạng nó sẽ kém. Thì một chiếc xe đang quay đầu về đây, đó là chiếc Kia Rio được sản xuất năm 2015 hatchback một đầu. Em đang chào bán là 415 triệu. 415 triệu thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 405, bao rút hồ sơ anh chị nhé. Và một chiếc xe Toyota Innova này em đang chào bán là Nhô 200. Đấy, Nhô 200. Thì anh chị nào mà đang quan tâm đến những dòng sản phẩm Nhô 200 mà đăng ký 7 chỗ ngồi thì hãy kết nối luôn với em suốt qua số online cũng như số Zalo mà em đã ghim dưới màn hình rồi. Địa chỉ giao dịch bên em rất là rõ ràng: siêu thị ô tô Bình Minh tại mặt đường 62m, cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, đối diện bệnh viện Nhi Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương.
Và bên cạnh em đây là một chiếc xe Kia Morning, Kia Morning taxi Hoàn Lương rồi. Đó, chiếc xe này là em chia sẻ luôn, có qua dịch vụ đổi màu. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 205 triệu đồng. Máy số thì cực chất luôn, đời 2016. Đấy, 2016 200, ngày hôm nay em để cho anh chị là còn 195 triệu. Kia Morning có đổi màu anh chị nhá. Đấy, em chia sẻ luôn là có đổi màu. Không phải đến anh chị lại bảo là sao lại không chia sẻ thì không được. Em chia sẻ thẳng thắn để anh chị mình mua xe không bị mất công mất việc anh chị nhá. Kế cận em đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2009. 2009 lắp ráp tại Việt Nam, động cơ 0.8 hộp số sàn. Em đang chào bán với mức giá là 96 triệu đồng. 96 triệu, ngày hôm nay em để cho anh chị còn 90 triệu. 96 còn 90. Anh chị mình hãy thả tim like cho em xem nào. Em suốt chưa nhìn thấy nút tim nút like của anh chị đâu. Anh chị hãy thả tim thả like mạnh mẽ cho em. Ở màn hình như này, ở màn hình nó có nút like cũng như nút tim đây. Anh chị chạm vào đây cho em. Đấy. Anh chị chạm vào nút tim nút like là nó sẽ hiện lên, em sẽ nhìn thấy anh chị như mình. Và anh chị hãy chia sẻ cho em những lượt chia sẻ mới anh chị nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Hyundai Accent màu đỏ. Chiếc xe này thì em suốt sẽ bán về Thái Bình rồi. Đó, chiếc xe này có cọc rồi anh chị nhé. Và xe dọn xong rồi. Thì không biết là mà anh có đang tham gia livestream của em không. Nếu mà tham gia livestream của em thì vào nhận xe đây. Đấy, chị để đây và tí nữa rửa nước nã nữa là xong rồi. Xe dọn dẹp sạch sẽ rồi anh nhé. Đấy, sáng ngày mai thì anh sẽ lấy xe. Ok, sáng mai lấy xe bởi vì anh không rút hồ sơ nên là sẵn lấy thôi. Đấy, vừa dọn xong rồi. Bên em với Nhất Tín là một hả? Anh em chào anh Phạm Cường. Bên Nhất Tín khác anh đây nhá. Đấy, ngày trước thì bên em làm chung với Nhất Tín nhưng bây giờ thì bọn em tách ra ngoài rồi. Bên em tách ra ngoài rồi anh Phạm Cường nhá. Anh nhìn thấy chưa? Siêu thị ô tô Bình Minh chứ không phải là Nhất Tín anh nhá. Anh Phạm Cường nhá. Và anh lên trên đây thì em sẽ bắn định vị cho anh và em sẽ đón anh tại đầu thành phố Hải Dương luôn. Một chiếc xe Mazda BT50 được sản xuất năm 2015. Chiếc xe này thì em đang chào bán là 475 triệu đồng. 475 triệu đồng. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 460 triệu. 460 triệu. Gầm cao máy thoáng. Thùng đằng sau đựng được rất là nhiều đồ. Rất là nhiều đồ và chúng ta có thể tổ chức sinh nhật sự kiện trong đấy ok. Anh chị mình hãy thả tim thả like cho em nào. Và bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong để báo giá tất cả những cái đầu xe còn lại bên em đang có cho anh chị mình. Kế cận em đây là một chiếc xe Kia Rio được sản xuất năm 2016, keo chỉ máy số nguyên zin anh chị nhé, keo chỉ máy số nguyên zin. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 415 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 405 triệu, 405, bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho anh chị mình trên mọi miền tổ quốc luôn. Xe mang nước sơn màu đỏ, biển số Thanh Hóa anh chị nhé. Và đăng kiểm thì còn miên man luôn. Đấy, đăng kiểm còn nguyên man luôn. Xe này là xe nhập nguyên chiếc anh chị nhá. Hộp số tự động luôn. Kế cận em đây là một chiếc xe Lacetti SE được sản xuất năm 2009, lăn bánh lần đầu năm 2010. Và chiếc xe này hộp số sàn, em đang chào bán với mức giá là 208 triệu đồng. 208 triệu đồng. Thì ngày hôm nay em để cho anh chị còn 200. 208 thì còn 200. Xe thì mang nước sơn màu đen, 4 quả lốp còn rất là mới này. Rãnh lốp thì còn rất là sâu, có la răng đúc, có phanh ABS chống bó cứng rồi. Xi nhan thì được thích hợp ở trên gương. Xi nhan thích hợp trên gương. Và đăng kiểm của chiếc xe này thì là hết rồi. Đấy, hết rồi. Em sẽ đăng kiểm lại cho anh chị luôn. Sẽ đăng kiểm lại cho anh chị mình. Nội thất bên trong của chiếc xe này thì chân nỉ ghế da cao cấp luôn. Màn hình giải trí cỡ lớn anh chị nhé. Vô lăng ba chấu thích hợp túi khí an toàn. Đầu đài củ số thì quá là ok rồi. Nhạc đập bùm bùm luôn. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thả tim thả like cho em suốt xin một nhát nào. Thả tim thả like cũng như là cho em suốt xin lượt chia sẻ mới. Em chào anh Vui Trần, em chào anh Bóc Hoàng, em chào anh Thanh Trường. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị mình đang tham gia livestream của em. Thời tiết đổ mưa rồi, đấy, thời tiết đổ mưa và chuẩn bị rét. Hình như không nhầm thì rét sẽ về chiều nay ở miền Bắc. Nên là anh chị mình hãy chia sẻ giúp đỡ em đi. Chia sẻ mạnh tay cho em để em báo giá những cái xe mà nó đang nằm ở ngoài trời. Đấy, những xe đang nằm ngoài trời em sẽ báo giá nhanh anh chị nhé. Đây là một chiếc xe Kia Cerato được sản xuất năm 2017, keo chỉ máy số nguyên zin, zin từ lắc dàn cò zin đi anh chị nhé. Chiếc xe này động cơ 1.6 hộp số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi và em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 410 triệu đồng. 410 triệu đồng. Em chào anh Hoa Lở Về Đêm. Từ lúc mua được chiếc xe Innova của em suốt đến giờ, hôm nay mới thấy anh xuất hiện trên livestream của em. Đấy.
chia sẻ cho em nào. Đó, chia sẻ cho em đi, anh Hoa Lở về đêm. Và còn lúc trước thì mua xe thì bảo là lúc nào có biển số thì anh xuống chỗ em chơi. Nhưng từ lúc có biển số đến giờ thì vẫn chưa thấy anh Giai xuống chỗ em chơi, anh Giai nhá. Kia Cerato 2017 zin từ lắp dàn quà zin đi, em xuất đang chào bán 410 triệu đồng hộp số sàn. Mà hôm nay em để cho anh chị còn 400 triệu tròn. 400 triệu tròn cho một chiếc xe Kia Cerato. Chiếc xe này về mà chạy dịch vụ xe hoa thì quá là ok rồi. Rất ok luôn anh chị nhá. Anh chị nào mà đang cần tìm xe màu trắng hộp số sàn về để chạy dịch vụ xe hoa đám cưới thì hãy kết nối luôn với em suốt qua số hotline cũng như số Zalo 0326 824 899 anh chị nhé. Và kế cận em đây là một chiếc xe Hyundai Grand i10 được sản xuất năm 2016, xe nhập nguyên chiếc, động cơ 1.2 hộp số sàn. Em đang chào bán chiếc xe này là 260 triệu đồng. 260 triệu đồng một chiếc xe Hyundai Grand i10 có qua dịch vụ. Đấy, em chia sẻ luôn là có qua dịch vụ nhưng máy số vẫn còn zin thì em đang chào bán là 260 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị còn 250 triệu đồng. Em cứ chuẩn bị bánh đậu đi nhé. Hôm nào anh xuống, ok anh mà xuống từ đây phút mốt của bánh đậu luôn. Đấy, bánh đậu nó nằm cạnh em rồi nên là anh cứ yên tâm. Kế cận em đây là một chiếc xe Hyundai i20 bản đủ được sản xuất năm 2010, xe nhập nguyên chiếc, động cơ 1.4, hộp số tự động. Em đang chào bán 270 triệu đồng. 270 triệu đồng thì ngày hôm nay em để cho anh chị còn 260 anh chị nhé. Anh chị nào mà cần tìm xe màu xám đá hạng sang thì em có ngay một chiếc xe Lacetti CDX đời 2009, máy số cực chất luôn. Xe có cửa lóc cửa trời, 4 lốp mới, la răng đúc phanh ABS chống quá cứng rồi. Và chiếc xe này em xuống dọn rất là cẩn thận, dọn rất cẩn thận luôn. Chúc anh chị nào may mắn mua được chiếc xe này. Em đang chào bán 252 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 247 triệu. Hôm nay em sẽ để cho anh chị là 247 triệu. 83 khách hàng vào tham gia livestream của em rồi. Anh chị mình hãy chia sẻ giúp đỡ em suốt nào. Chia sẻ mạnh tay lên cho em. Và thả tim thả like vào trong đây để em nhìn thấy anh chị nào. Đấy, thả tim thả like vào trong đây để em nhìn thấy anh chị như mình. Kế cận em đây là một chiếc xe Lacetti bản SE được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc, động cơ 1.6, hộp số sàn. Em đang chào bán chiếc xe này là 205 triệu. 205 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 190 triệu đồng. 190 triệu đồng là anh chị mình sở hữu một chiếc xe sedan 2 đầu mang biển số 98H1998 anh chị nhé. Chiếc xe này thì trang bị rất là đầy đủ luôn. Trang bị rất là đầy đủ rồi. Bên trong có màn hình, có loa trầm đầy đủ cho anh chị em mình luôn. Vô lăng ba chấu thích hợp, túi khí an toàn. Chân nỉ ghế da rất là cao cấp luôn anh chị nhé. Hộp số này anh chị nhìn này, không có dấu hiệu bóng mờ qua 5 tháng sử dụng. Quá là ok rồi. Màn hình OLED cỡ lớn. Anh chị mình về sẵn đi anh chị nhé. Về sẵn đi. Em đang chào bán là 205 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị là còn 190 triệu đồng. 190 triệu đồng là anh chị mình sở hữu một chiếc xe sedan 2 đầu như chiếc xe Lacetti SE đây anh chị nhé. Một chiếc xe Mazda 3 được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc, động cơ 1.6, hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này là 292 triệu đồng. 292 triệu thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị còn 282 triệu. 292 thì còn 282. Spark này được sản xuất năm 2009, tránh mưa tránh nắng, bổ túc tay lái. Em đang bán là 90 triệu đồng. 90 triệu ngày hôm nay em để cho anh chị còn 8 năm. 90 thì còn 8 năm. Với những cái dòng xe của tránh mưa tránh nắng như thế này thì anh chị mình chỉ cần quan tâm đến máy êm số ngọt điều hòa mát, thân vỏ chắc chắn là anh chị mình mua đúng không ạ? Một chiếc xe Spark 2010 em đang bán 96 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 93 triệu. Kế cận em đây là một chiếc xe Spark 2009. Chiếc xe này em đang chào bán là 88 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị còn 83 triệu. Xem nội thất Lacetti xám đá em ơi. Ok anh Giai, em sẽ quay nội thất chiếc xe Lacetti màu xám đá cho anh Phạm Đình An xem nhé.
Đó, em chào anh Phúc Cảm, em chào anh Huy Vũ. Đây là một chiếc xe Lacetti màu xám đá, mang biển số 34 quê hương, không có biển và cũng không có muối, mà chỉ có bánh đậu xanh thôi. Đấy, xe được trang bị cam lùi, cam hành trình cũng như là cảm biến lùi rồi anh nhé. Xe này cam kết cho anh chị mình rằng không đâm đụng, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, 4 quả lốp dày dặn, đấy, còn rất là mới. Có la răng lốp, có phanh ABS chống búa cứng rồi. Phần gầm cua lốp em quay cho tất cả anh chị mình cùng xem, không có dấu hiệu mục ngoặt qua 5 tháng sử dụng. Và tất cả em sẽ quay nội thất bên trong của chiếc xe này cho anh Giai xem. Anh Phạm Đình An chấm một chấm vào trong bài like cho em nào. Anh Phạm Đình An hãy chấm một chấm vào trong bài like cho em. Để em sẽ quay nội thất bên trong cho anh Giai xem. Nội thất bên trong thì trần có cửa lóc cửa trời. Đó, trần có cửa lóc cửa trời. Ghế da cao cấp nguyên bản theo xe. Vô lăng ba chấu thích hợp tăng giảm âm lượng. Đàm thoại rảnh tay anh nhé. Và màn hình giải trí OLED 10 inch đây rồi. Hộp số tự động. Đấy, hộp số tự động. Đầu đài củ số thì rất là ok rồi. Điều hòa mát lạnh, táp nô, táp ni rất là sạch sẽ rồi. Chiếc xe này thì sẽ không bao giờ có dịch vụ taxi. Đấy, không bao giờ có dịch vụ taxi anh chị nhé. Và cam hành trình thì được thích hợp trên gương. Quá là ok rồi. Đấy, táp ni của xe khá là sạch sẽ luôn. Tay nắm cửa bên trong thì còn rất là sáng bóng này. Không có dấu hiệu bị gãy, không có dấu hiệu bị bóng mờ trước qua 5 tháng sử dụng. Khoang sau là một hàng ghế da đây. Đấy, anh em đi đâu về mà dây dọa vất cả trong đấy này. Đấy, xe anh em vẫn đang đi anh ra nhá. Đấy, vẫn đang đi. Chiếc xe này thì em xuất đang chào bán là 252 triệu đồng. 252 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị còn 247 triệu. Máy nhấc chưa em. Thưa với tất cả anh chị mình, trước mặt tất cả anh chị đang tham gia livestream của em chia sẻ thẳng thắn luôn. Với Lacetti CDX thì máy phải làm rồi. Máy làm rồi thì anh chị mình mới đi được. Vì từ 2009, 2010 đến nay không làm thì anh em mình không bao giờ đi được. Chủ cũ người ta cũng không xác định là người ta bán, nên người ta sẽ phải làm máy số cực chất, đúng không ạ? Đấy, người ta phải làm máy cực chất để người ta đi. Nhưng do là đùng một cái thì người ta thay đổi công việc, đùng một cái thì người ta lên đời xe, hoặc là vỡ nợ. Đấy, em chia sẻ luôn là hoặc là vỡ nợ thì người ta bán xe, đúng không? Chứ người ta không có chủ trương bán xe từ trước. Lên máy số con này cực chất và em suốt đã test rồi, nên là anh cứ yên tâm, đảm bảo cho anh đi luôn. Đấy, chiếc xe xám đá này là chiếc xe xám đá thứ 3 em suốt mua được. Một chiếc xe đầu tiên em bán cho một anh giai tên là Thanh, quê ở Đồng Tháp. Và anh đấy bây giờ thì anh đấy hiện tại là vừa đi vừa cho thuê. Một chiếc xe thứ hai em bán cho anh có Facebook là Long Chọc ở trên thủ đô Hà Nội. Đấy, và đây là chiếc xe thứ ba em xuất mua được. Máy số cực chất luôn. Đấy, cam kết là máy số cực chất. Và đảm bảo là không bị đâm đụng, không ngập nước anh nhé. Quay nội thất. Anh Nguyễn Cường bảo là quay nội thất quân gì ạ? Sờ bắc màu đỏ đúng không anh? À, sờ bắc màu đỏ thì có sờ bắc màu đỏ. Anh Phạm Đình An hãy để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của chiếc xe này. Đấy, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của chiếc xe này cho anh ra xem. Chiếc xe này cực chất luôn, màu rất là sang. Càng da lắng màu xe càng đẹp. Đấy, màu xám đá càng da lắng thì màu xe càng đẹp anh chị nhé. Chiếc xe này quá là đẹp. Anh chị nào may mắn mua được chiếc xe này quá là ok luôn. Sờ bắc màu đỏ, quá sờ bắc màu đỏ đây anh Nguyễn Cường này. Đây là một chiếc xe sờ bắc màu đỏ mang biển số thủ đô. Đấy, anh chị nhìn thấy chủ cũ độ cái quả đèn gầm mát chưa? Đấy, đây, đấy, độ lên để đi cho nó sáng. Và đèn pha thì cũng sáng rồi. Và em sẽ quay nội thất bên trong cho anh ra xem. Với những chiếc xe Spark, xe tránh mưa, tránh nắng và bổ túc tay lái như này, anh chị nhà mình chỉ cần quan tâm đến máy êm, số ngoặt, điều hòa mát là anh chị em nhà mình mua. Trần nỉ ghế da cao cấp luôn. Đấy, trần nỉ ghế da cao cấp luôn. Vô lăng rất là chắc chắn rồi. Có màn hình giải trí OLED 10 inch. Đấy, củ số đây anh ra này. Củ số đây còn rất là sắc nét. Táp ni táp nô khá là sạch sẽ rồi. Táp ni táp nô khá là sạch sẽ rồi anh nhé. Đây, một hàng ghế da đằng sau đây. Quá là ok rồi. Chiếc xe này về đưa đón con đi học rồi là đưa vợ đi chợ. Đấy, quá là ok rồi. Giá cả thì chưa bằng một chiếc xe SH. Với một chiếc xe SH nhập bây giờ thì nó cũng phải rơi vào tầm 150 triệu. Chiếc xe này em suất đang bán là 90 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị với giá là 85 triệu đồng.
85 triệu đồng là anh chị mình có xe ô tô 5 chỗ đi rồi. Đấy, xe tránh mưa, tránh nắng, xe bổ túc tay lái cho toàn thể anh chị mình. Nếu mà anh Nguyễn Cường mà quan tâm đến con Spark này thì hãy để lại số điện thoại cho em. Kết thúc livestream thì em sẽ kết nối với anh, hoặc anh chủ động kết nối với em qua số online cũng như số Zalo duy nhất 0326 824 899 anh nhé. Và hôm nay em có một chiếc xe Matiz chỉ có 42 triệu đồng thôi. Đây, chiếc xe này thì em xuất bán về Thái Bình, bán về Thái Bình rồi, tháo biển rút hồ sơ rồi và đang tiến hành dọn dẹp nội thất để giao xe. Đấy, quá là ok. Hyundai i10 và 2015. Matiz này em xuất chỉ bán 42 triệu. 42 triệu, lý do vì sao em lại bán chiếc xe này 42 triệu? Vì chiếc xe này là của một chú nông dân. Của một chú nông dân, chú đấy gửi ở đây nhờ bán hộ anh chị nhá. Nhờ bán hộ nên em bán chiếc xe này 42 triệu. Anh chị nào mà muốn mua chiếc xe này thì hãy kết nối luôn với em qua số này cũng như số Zalo 0326 824 899 anh chị nhá. Một chiếc xe Kia Morning keo chỉ máy số nguyên zin, được sản xuất năm 2009, lăn bánh lần đầu năm 2011, chúng ta đã lãi 2 năm rồi đúng không ạ? Xe nhập nguyên chiếc và động cơ 1.0, hộp số tự động. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 210 triệu đồng. 210 triệu đồng thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị là còn 195 triệu. 210 còn 195, đăng kiểm thì miên man luôn đến tận tháng 2 năm 2023. Xe đẹp à? Vâng, bên em thì toàn xe đẹp thôi, anh cứ yên tâm, đẹp từ xe cổ nhá, xe cổ cũng phải đẹp. À, nên là anh cứ yên tâm, đảm bảo cho anh chị là đi không phải đẩy, phải đùn. Thế là ok chưa? Đấy, xe cổ thì em chỉ cam kết là không phải đẩy, không phải đùn. Thế là đẹp rồi đúng không ạ? Nội thất bên trong của chiếc Kia Morning này thì trần nỉ ghế da cao cấp nguyên bản theo xe. Hộp số thẳng anh chị nhé, hộp số thẳng, vô lăng 3 chấu thích hợp túi khí an toàn, của màn hình nhỏ xinh rồi. Em đang chào bán là 210 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị còn 195 triệu đồng. 195 triệu đồng là anh chị mình sở hữu một chiếc xe Kia Morning hộp số tự động keo chỉ máy số nguyên zin form sport rồi anh chị nhé. Xe nhập nguyên chiếc luôn. Xe nhập nguyên chiếc anh chị nhé. Đấy, xe nhập thì đi bao giờ nó cũng chắc chắn hơn là dòng xe Việt, nên là anh chị cứ yên tâm. Kia Cerato này em bán cho một anh giai quê ở Hòa Bình rồi. Đấy, bán cho một anh giai quê ở Hòa Bình rồi, đợi ngày lành tháng tốt thì anh lấy xe về thôi. Và một chiếc xe Matiz được sản xuất năm 2006, xe lắp ráp tại Việt Nam và động cơ 0.8 hộp số sàn. Em đang chào bán 63 triệu đồng. 63 triệu thì ngày hôm nay em để cho anh chị là còn 58 triệu. 63 thì còn 58 anh chị nhá. Trời đang đổ mưa rồi, em sẽ báo giá nhanh thôi. Em sẽ báo giá nhanh cho anh chị. Mưa rất to luôn. Đấy. Một chiếc xe Spark. Một chiếc xe Spark này 2009 em đang bán là 90 triệu đồng. 90 triệu đồng anh chị nhá. Ngày hôm nay em để cho anh chị còn 85 triệu. 90 triệu thì còn 85 triệu. Em chào anh Trần Trường, em chào anh Ngô Quốc Lập. Một chiếc xe Kia Sonata được sản xuất năm 2020, zin từ con ốc zin đi đây. Đấy, em đang chào bán là 425 triệu. 425 triệu đồng, hộp số tự động. 425 hộp số tự động. Thì hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 415, 425 còn 415. Trời mưa rất là to rồi. Đấy, mưa to rồi. Anh chị nhà mình lựa chọn xe ô tô cho mình đi. Lựa chọn xe ô tô đi, đi cho nó khỏi nắng khỏi mưa này. Đấy, mưa to như thế này, đi xe máy thì nào là quần áo mưa, là mũ khẩu trang, kính thưa các loại đúng không? Thay vì thế thì chúng ta tiền ít thì chúng ta đi xe cổ, tiền nhiều thì chúng ta đi xe sang. Đấy, em nói thế cho nó nhanh. Santa Fe đời 2007, máy dầu 2 cầu, em đang chào bán là 375 triệu hộp số tự động. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 365 triệu đồng. Một chiếc xe Lacetti CDX được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc, động cơ 1.6 hộp số tự động. Em đang chào bán là 259 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị là còn 248 triệu. 259 thì còn 248. Xe thì mang nước sơn màu trắng. Màu trắng anh chị nhé. Đấy, xe mang nước sơn màu trắng, có cửa lóc cửa trời luôn. Em chào anh Nguyễn Hoàng. Một chiếc xe Lacetti CDX được sản xuất năm 2009, xe nhập nguyên chiếc và chiếc xe này độ lên rất là nhiều rồi. Có màn hình, có cam hành trình, cam lùi, cam 360 độ xung quanh xe. Em đang chào bán là 259 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị là còn 250 triệu đồng.
250 triệu đồng là chúng ta có xe số tự động sedan 2 đầu chúng ta đi rồi anh chị nhé. Taxi Hoàn Lương này em đang chào bán là 140 triệu đồng. Thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị là còn 130 Kia Morning đời 2011 lắp ráp Việt Nam, số sàn anh chị nhé, số sàn em đang chào bán là 140 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị là còn 130 triệu. Đây, thời tiết đang rất là mưa to rồi. Anh chị mình ở xa thì bên em có chỗ ăn, chỗ nghỉ cho tất cả anh chị mình trên mọi miền Tổ quốc luôn. Và có khu vực giải trí đó là đánh bia cho anh chị nhé. Kế cận em đây là một chiếc xe Toyota Innova được sản xuất năm 2010, lắp ráp Việt Nam. Động cơ của nó là 2.0 và đăng ký 7 chỗ ngồi. Chiếc xe này em đang chào bán với mức giá là 270 triệu đồng. 270 triệu đồng. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 265 triệu. 265 triệu, xe gầm cao máy thoáng, đăng ký 7 chỗ ngồi. Đấy, anh chị nào muốn mua chiếc xe này về đi dịch vụ thì rất là ok rồi. Đấy, kiếm tiền đấy, xe kiếm tiền cho anh chị luôn. Trời mưa to và chuẩn bị trở dép rồi. Trời mưa to và chuẩn bị trở dép rồi anh chị ạ. Kế cận em đây là một chiếc xe Kia Morning, xe nhập nguyên chiếc, sản xuất năm 2009. Chiếc xe này thì em đang chào bán là 218 triệu đồng. 218 triệu thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị với giá là 208. 218 thì còn 208, xe biển số thủ đô và mang nước sơn màu trắng, hộp số zig zag anh chị nhé, hộp số zig zag. Một chiếc xe Mẹc C200 độ form 300 đời 2011. Chiếc xe này em đang bán là 485 triệu. Ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị còn 465 triệu. 485 thì còn 465. Mưa dô to quá rồi, mưa to quá rồi, không thể ra ngoài mà quay cho anh chị được. Đấy, không thể ra ngoài quay cho anh chị. Y10 2018 bản đủ, số sàn em đang chào bán là 315 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị là 305. 315 thì còn 305. Em sẽ báo giá nhanh vì trời mưa to lắm rồi anh chị ạ. Một chiếc xe Captiva số sàn. Captiva số sàn đời 2008. Em xin lỗi, đời 2007. Em đang chào bán là 208 triệu. 208 thì ngày hôm nay em để cho anh chị là còn 200. 208 thì còn 200. Anh chị mình thả tim thả like cho em nào. Thả tim thả like mạnh mẽ lên cho em xem nào. Đấy, thả tim thả like mạnh mẽ cho em để em nhìn thấy anh chị mình. Đấy, anh chị thả tim thả like mạnh mẽ như này. Đấy, động vào màn hình. Động vào màn hình là nó có nút tim, nút like. Anh chị động vào đấy cho em để em nhìn thấy anh chị mình. Cũng như là anh chị cho em xin được chia sẻ mới anh chị nhé. Một chiếc xe Kia K3 được sản xuất năm 2014, keo chỉ máy số nguyên zin, lắp ráp tại Việt Nam. Và động cơ của nó là 1.1 mấy anh chị biết không ạ? 1.6 hộp số tự động. Em đang chào bán là 445 triệu đồng. 445 triệu. Thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị là còn 435 triệu. 445 còn 435. La Safety. La Safety SE 2009 số sàn, xe nhập em đang bán là 201. 201 thì hôm nay em để cho anh chị là 200. 201 thì còn 200. La City CDX này màu đen anh chị nhé, được sản xuất 2009, em đang bán là 255 triệu. Hộp số tự động 255 thì hôm nay em để cho anh chị là còn 245. 255 thì còn 245. Rất là mưa to, ngoài kia có một con Spark nhưng mà trời mưa to quá. Spark màu xanh anh chị nhìn thấy không ạ? Spark màu xanh. Em đang bán chiếc đấy là 90 triệu đồng. Đấy. Trời mưa to em không ra quay được nên là anh chị thông cảm cho em. Anh chị mà đang quan tâm dòng sản phẩm nào thì hãy bình luận vào trong đây. Hãy bình luận vào trong đây, em sẽ quay chi tiết và trực tiếp chiếc xe đấy cho tất cả anh chị mình cùng xem trong buổi trưa ngày hôm nay anh chị nhé. Chúc chị buổi trưa chốt được nhiều xe. Vâng, em cảm ơn chị. Anh chị mình đang quan tâm dòng sản phẩm nào thì hãy bình luận vào trong đây, em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đấy cho tất cả anh chị mình cùng xem.
Santa Fe anh chị nhìn thấy đẹp không? Quá chất đúng không? Chiếc Santa Fe này quá chất luôn. Máy dầu này còn hai cầu nữa. Em đang bán là 375 triệu. Ngày hôm nay em để cho anh chị là 365 triệu. 375 thì còn 365. Em sẽ quay cam trước để anh chị mình biết được em suốt bán xe có gương mặt như thế nào. Với những anh chị vào sau thì chắc là chưa biết em. Lần này em sẽ quay cam trước để cho anh chị mình biết được em suốt bán xe có gương mặt như thế nào anh chị nhé. Thì thưa với tất cả anh chị mình, em là Nguyễn Xô Tô Hải Dương. Có một số online cũng như một số Zalo duy nhất 0326824899 mà em đã ghi dưới màn hình. Và địa chỉ giao dịch bên em thì rất là rõ ràng rồi. Tại mặt đường 62m cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, đối diện bệnh viện Nhi Thanh Xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và anh chị xuống đây xem xe thì hãy kết nối với em sẽ gửi định vị cho anh chị. Đó. Em sẽ gửi định vị và đón anh chị em nhà mình ở đầu thành phố Hải Dương. Anh chị ở xa thì bên em có chỗ ăn chỗ nghỉ cho anh chị mình và có khu vực giải trí đó là đánh bia anh chị nhé. Hôm nay thì em nghe đâu đó dự báo thời tiết là hôm nay trời trở rét đấy, thì anh chị nhà mình nhanh chóng tìm cho mình những chiếc xe phù hợp với lại kinh tế của anh chị, kết nối với em suốt qua số online cũng như số Zalo mà em đã ghi dưới màn hình. Tối ngày hôm qua thì em suốt bán một chiếc xe Spark số tự động vào trong thành phố Hải Dương cho một anh trai tên là Tú và chuyên làm điện ảnh, chuyên làm điện ảnh anh chị ạ. Spark số tự động thì không phải lúc nào cũng có, rất là hiếm luôn. Đấy, rất là hiếm, hiếm lắm luôn. Phải từ rất lâu rồi em mới về được một chiếc xe Spark số tự động. Và cũng từ rất lâu rồi em mới về được một chiếc xe Santa Fe. Và anh chị mua xe cũ mà cứ hỏi đến màu xe mà đúng ý thì rất là hiếm, rất là hiếm. Thực ra là cái màu xe ấy duy tâm thì cũng tốt, nhưng mà nhiều khi em thấy không chính xác nào. Nếu như anh chị mình mà đi tham gia giao thông không rượu bia đúng không, đi đúng tốc độ, đúng làn đường thì không bao giờ xảy ra bất kỳ một vấn đề gì. Nhưng nếu mà đúng màu xe rồi nhưng anh chị vẫn rượu bia thì chúng ta không thể lường trước được, đúng không ạ? Em xuất nói như thế, nếu mà đúng thì anh chị thả tim thả like cho em, thả tim thả like mạnh mẽ cho em. Anh chị mình vào tham gia live stream thì hãy chia sẻ giúp đỡ em xuất một nhát vào trang cá nhân nào. Và hãy thả tim thả like cho em xuất đi anh chị ơi. Thả tim thả like mạnh mẽ cho em xem nào. Để em báo giá tất cả những cái đầu xe bên em còn lại cho anh chị xem. Thời tiết thì đang rất là mưa to. Đấy, anh chị ủng hộ em bằng nút tim nút like đi. Chim thì cho em xuất xin nút tim ở góc màn hình này. Đấy. Và cho em xuất xin nút like ở đây đây. Đấy. Anh chị nhé. Còn lượt chia sẻ mới thì anh chị chạm vào đây. Đấy. Sau đó thì là anh chị chia sẻ giúp em một lượt về trang cá nhân ở chế độ công khai, cũng như là bình luận những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm vào trong đây. Em sẽ quay trực tiếp chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình cùng xem anh chị nhé. Và khi mà anh chị muốn mua xe gì thì hãy kết nối với em sẽ có hình ảnh cũng như là video chi tiết của chiếc xe đó cho tất cả anh chị mình. Một chiếc xe Matiz em xuất bán về Cẩm Phả Quảng Ninh, Cẩm Phả Quảng Ninh. Tuy nhiên là chiếc xe đấy thì buổi chiều ngày hôm nay mới dọn xong. Khi dọn xong thì em sẽ kết nối với anh để anh chuyển thêm cọc cho em và em sẽ đánh xe ra ngoài Cẩm Phả Quảng Ninh cho anh trai. Vì hôm trước thì là chốt trên livestream anh mới cọc cho em 2 triệu thì ít nhất là phải cọc 10 triệu thì em mới đánh xe đi. Nên là chiều nay thì khi dọn xong thì em sẽ alo cho anh và anh chuyển cho em 8 triệu nữa để ngày mai em tiến hành đi xe đi cho anh nhé. Nào thì hãy bình luận vào trong đây, em suốt sẽ quay trực tiếp cho anh chị mình cùng xem anh chị nhé. Chỗ cãi
anh chị có mưa không nhỉ? Chúng em đang mưa rất là to luôn anh chị ạ. Em chào anh Vũ Thức. Anh Đức Nhân thì đang nhờ một chút công việc. Tuy nhiên thì là em đang live stream anh trai nhé. Đấy, em đang live stream nên là em chưa thể phản hồi tin nhắn của anh được. Lát nữa thì em sẽ phản hồi tin nhắn của anh sau. Em chào anh Lê Xuân Hòa. Đấy, bên em có rất là nhiều xe này, có rất là nhiều xe anh chị nhé. Em quay nội thất Spark màu trắng dùm anh nhé. Ok, anh trai anh Nguyễn Cường, em sẽ quay nội thất màu trắng con Spark cho anh trai xem. Đấy, vừa nãy thì anh bảo em quay màu đỏ, giờ em sẽ quay tiếp con màu trắng. Và nhanh chóng thì nếu mà mưa nhỏ thì em sẽ quay con Spark màu xanh nữa cho anh trai, cho anh trai Nguyễn Cường xem. Em chào anh miền Tây xứ Nghệ, em chào anh Thương Quách. Đây là một chiếc xe Spark màu trắng anh trai nhá. Đấy, Spark màu trắng đây. Trần nỉ ghế da màu kem anh nhá. Ghế da thì màu kem. Có màn hình nhỏ xinh rồi, có màn hình nhỏ xinh. Nói chung là tất cả những chiếc xe Spark thì anh chị mình chỉ cần quan tâm cho em là máy êm, số ngọt, điều hòa mát. Đấy, thân vỏ chắc chắn là anh chị mình mua. Đấy là em suốt bán hàng này, em suốt chia sẻ thẳng thắn với anh chị mình như vậy. Đấy, còn những cái phần tiểu tiết thì anh chị mình không cần quan tâm. Ví dụ như những cái chỗ như thế này thì anh chị mình không cần quan tâm. Chỉ cần quan tâm làm sao? Máy êm, số ngọt, điều hòa mát, thân vỏ chắc chắn là anh chị mình mua. Đấy, đây. Khoang sau đây, ghế da rất là căng đúng không? Ghế da rất là căng đây rồi. Quá căng luôn. Em chào anh Đoàn Đình Thạch. Đây, với những cái chiếc xe cổ á thì anh chị mình chỉ cần quan tâm đến máy êm, số ngọt thôi. Còn những cái phần này thì anh chị mình không cần tính tiền. Đấy, đi 1, 2, 3, 4, 5 thì là lên đòi xe. Chứ anh chị mình không thể đi mãi mãi những cái xe cổ như này được, đúng không ạ? Đấy, không thể đi mãi mãi những xe cổ như này được. Nên là anh chị cứ yên tâm. Máy êm, số ngọt, điều hòa mát. Đấy là phương châm em xuất bán hàng với những chiếc xe, với những chiếc xe cổ anh nhé. Và anh Nguyễn Cường còn ở đây chấm một chấm vào trong bài live cho em. Em tiếp tục quay một chiếc xe Spark màu xanh cho anh trai xem. Nếu mà anh Cường còn ở đây thì anh tiếp tục chấm một chấm vào trong bài live cho em. Em sẽ quay chiếc xe Spark màu xanh cho anh trai xem. Em chào anh trai Đoàn Đình Thạch. Đấy, anh trai Đoàn Đình Thạch thì vẫn đang tìm chiếc xe Hyundai Grand i10. Tuy nhiên thì em xuất bảo anh là có một chiếc xe Hyundai Grand i10 đời 2015, máy số keo chỉ nguyên zin. Tuy nhiên có qua dịch vụ nhưng mà anh vẫn còn băn khoăn. Đấy, vẫn còn băn khoăn. Thì trước mặt tất cả các khách hàng là em đã cam kết rằng xe không đâm đụng, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ cho anh rồi. Và chỉ cần cọc xe em đánh xe tận nhà cho anh. Ưng thì lấy, không ưng em trả lại cọc. Nhưng mà anh vẫn còn băn khoăn. Đấy, vẫn còn băn khoăn. Thì em chỉ muốn nói một điều rằng khi mà một người em tư vấn thật để anh chị không mua nhầm thì lại không tin. Nhưng biết đâu một khách hàng hay là một người bán hàng nào đó tư vấn không đúng thì có khi mà lại nghe thì lại bị mua nhầm. Đấy, nên là em chỉ muốn nói với anh Thạch một điều rằng chiếc xe đấy cực chất, nên là anh hãy tin em, hãy tin em. Trước mặt tất cả khách hàng em suốt đã nói là làm, chứ không phải là em nói xong rồi là em thôi. Đấy, và quay trở lại với kênh bán hàng của Nguyễn Xuân Tô ở Dương. Anh Nguyễn Cường còn ở đây không ạ? Nếu còn, chấm một chấm vào trong bài này cho em để em quay chiếc xe Spark màu xanh này cho anh trai xem. Nếu mà anh Cường còn ở trong đây, chấm một chấm vào trong bài này cho em. Em suốt sẽ quay chiếc xe Spark màu xanh này cho anh trai xem. Không biết là anh Cường có còn ở đây không ạ? Nếu mà anh Cường còn ở đây thì chấm một chấm vào trong bài live cho em. Em sẽ quay chiếc xe Spark màu xanh này cho anh trai xem. Anh chị thả tim thả like như này nè. Đấy, thả tim thả like mạnh mẽ vào đây cho em. Thả tim thả like mạnh mẽ vào đây cho em. Nó ở góc tay phải của cái điện thoại đấy. Anh chị thả mạnh vào cho em để em nhìn đi. Anh chị nhà mình để em báo giá tiếp tục xem nào. Anh Nguyễn Cường còn ở đây không? Em đang nhắc tên anh. Đấy, em đang nhắc tên anh. Nếu anh còn ở đây, anh chấm một chấm vào trong bài like. Em sẽ quay chiếc xe Spark màu xanh này cho anh trai xem. Đây là một chiếc xe Spark được sản xuất năm 2009, biển số thủ đô, được chưa? Biển số thủ đô. Có đèn gầm, đèn pha siêu sáng rồi. 4 quả lốp thì rất là mới luôn. Có la răng đúc và có phanh ABS chống búa cứng rồi. Nội thất bên trong của chiếc xe này em sẽ quay cho tất cả anh chị mình cùng xem. Chân nỉ ghế da cao cấp luôn. Đấy, vẫn còn rất là căng. Có màn hình rồi.
Củ số thì rất là sắc nét rồi. Máy êm số ngọt điều hòa mát. Quá cam hành trình luôn. Đấy, máy êm số ngọt điều hòa mát. Thân vỏ chắc chắn. Ok chưa ạ? Quay con accent màu đỏ đi em. Đây, đấy. Đây, ghế về thì chưa rửa, chưa lau. Đây này em nói là chưa lau nhá. Đây là nó bẩn thôi, chứ không phải là nó bị làm sao cả. Nó bẩn thôi. Đấy, em vừa di di đi rồi đấy. Đấy, chiều nay thì sẽ tiến hành dọn nội thất con này. Dọn nội thất con này là bác nào đúng chân thì mua về đi. Đấy, máy êm số ngọt điều hòa mát đây. Quá là ok rồi. Em chào anh Tạ Hữu Xuyền. Em chào anh Mậu Ngọa. Accent màu đỏ đây. Đấy, accent màu đỏ thì quá accent màu đỏ. Đời 2012, keo chỉ máy số nguyên zin. Zin từ lắp dàn quà zin đi hộp số sàn. Đấy, 305 triệu đồng. Đăng kiểm từ đến tháng 8 năm 2023. Đấy, accent màu đỏ 2012, keo chỉ máy số nguyên zin đây. Zin đẹp đẹp luôn anh chị nhá. Xin nhan trên gương, đăng kiểm miên man. Nội thất bên trong thì quá là ok rồi. Mở ra là đã muốn ngồi rồi. Anh ba đất cẩm. Anh ba đất cẩm, anh em bảo là 30. Đấy, thế thì phải tự động là em tự số sàn anh ra ạ. Accent màu đỏ số sàn. Đấy. Sàn anh không đi được. Thế thì anh đi kia đi ô tự động, anh có đi không ạ? Đây, em vừa anh nghe thấy anh nào anh em bảo là 30. Anh ba đất cẩm. Không biết là anh ba đất cẩm thì là đang đi cái dòng xe gì. Không biết là anh đang đi dòng xe gì. Nhưng mà nếu mà anh mà bảo là 30 cơ quan sở Bắc, anh mà cố anh cầm xuống đây, em mua cho anh 20 xe, được chưa? Em mua cho anh 20 xe, mỗi xe là 30 triệu. Và mỗi một xe em tặng cho anh 10 triệu. Đấy, cái anh đâu à? Anh ba đất cẩm. Không biết là anh trả giá như thế nào. Anh trả em ở đây thôi, chứ còn anh mà đi ra ngoài chợ hoặc là anh mà trả trực tiếp ở trước mặt đấy, người ta không thèm tiếp. Đấy, em nói thẳng luôn nhá, người ta không thèm tiếp anh. Cái anh ba đất cẩm này, anh vào tham gia live stream anh trả giá. Anh đừng nghĩ là có tiền thì anh thích nói voi nói hậu gì thì nói nhá. 30 con sờ bắc ai người ta bán, anh em còn chẳng mua được. Anh quá lại mang đây 20 con, mỗi con 30 và mỗi con em tặng thêm 10 triệu. Đấy, quá cấm đây. Chất xe như của em. Trả thì nó phải vừa vừa thôi. Làm cứ như là em buôn lãi lắm không bằng mà vào đây trả con sờ bắc 30. Quay anh quay con Gio. Ok anh trai. Em sẽ quay cho anh con Gio. Gio nó hơn 400 cơ. Hơn 400. Bỏ đi em, quay anh con Gio. Gio của em thì nó lại hơn 400 anh ạ. Đấy, Gio thì nó lại hơn 400. Có con Gio hatchback một đầu 415 triệu. Và Gio sedan này thì cũng phải là đợt này quyết định mua morning dưới 100 triệu. Morning dưới 100 triệu thì không cứu anh ạ. Số điện thoại anh dùng Zalo. Ok anh Ngọa Mậu. Đời cao hử, đời cao luôn anh ơi. Đời 2016 này anh Mậu này. Đấy, 2016, keo chỉ máy số nguyên zin. Zin từ lắc dàn quà zin đi. Đấy, chiếc xe này thì rất là đẹp rồi. Cam kết cho anh luôn là không ngập nước, không đâm đụng luôn. Và em rút mà tả sai xe thì tặng anh Mậu 10 triệu. Đấy, trước mặt tất cả các khách hàng em rút nói luôn. Nếu mà em rút tả sai chiếc xe này thì em rút sẽ tặng anh Mậu 10 triệu đồng để hỗ trợ cái việc đi lại của anh. Đây, trần nỉ ghế da cao cấp nguyên bản theo xe. Hộp số vẫn sắc nét đây. Vô lăng 3 chấu, có ga tay tự động, có tăng giảm âm lượng và rất là thích hợp trên vô lăng rồi. Túi khí an toàn đầy đủ luôn. Đấy, cam kết luôn, xe rất là đẹp rồi. Chiếc xe này thì em suốt đang bán là 415 triệu anh Mậu nhá. Đấy, nếu mà anh lấy thì em sẽ để cho anh là 395 triệu. 415 triệu chốt 395 triệu là xe lên đường. Đợt này quyết định mua morning dưới 100 triệu. Morning dưới 100 triệu thì vẫn chưa quá. Đấy, không có morning dưới 100 triệu anh ra nhá, ít nhất thì nó cũng phải là 120. Ít nhất cũng phải là 120 thì mới có morning để đi. Và một chiếc xe em sẽ quay số tự động cho anh Giai Mậu xem. Với tầm tiền 300. Cửa tiền 300. Số sàn thì anh không đi được. Đây, Kia K3 445 triệu. Đấy,
quay Dizio anh quay. Ok anh ra, Dizio thì cứ đẹp thôi. Dizio thì cứ đẹp thôi anh ạ. Đây anh ơi. Đấy, con này rất là đẹp luôn. Quay nốt Dizio. Đây em quay đi rồi. Em quay đi rồi. À, anh chị nào hỗ trợ em mở cho em cái cốt cũng như là cái khoang máy của con Dio biển 36 này được không nhỉ? Anh trưởng ơi, hỗ trợ em mở cho em cái lắp cabo cũng như là cốp xe con này. Anh Mộng còn ở đây không? Nếu anh Mộng còn ở đây thì anh chấm một chấm vào trong bài like cho em. Em sẽ quay chi tiết chiếc xe này, quay chi tiết và cận cảnh chiếc xe này cho anh Giai. Không cần mở máy, em cứ quay em mở lên dễ dàng thôi mà anh. Em mở trong tích tắc mà, bên em rất là nhiều nhân viên luôn. Khoang máy này thì thưa với tất cả anh chị mình là em chưa dọn. Đấy, em chưa dọn anh chị nhá. Khoang máy này chưa dọn, đây này, nó hẳn bẩn đây này, chưa dọn. Thì khoang máy này thì xe được trang bị là động cơ 4 máy. Và nhìn giúp em hai bên phần tay đèn, hai bên phần tay đèn không có dấu hiệu bị gùa hàn đục đẽo. Đấy, không có dấu hiệu bị gùa hàn đục đẽo. Thanh rằng sắt xi thì rất là chắc chắn rồi. Và tất cả những cái nỗ dập thoát hơi nước của nhà máy ở trên mặt nắp cabo đây còn rất là tròn. Đấy, bên này tròn, bên bác tài tròn, thì bên phụ này cũng phải tròn. Nếu một trong hai bên mà bị méo thì chứng tỏ rằng xe đã bị đâm đụng. Ok chưa? Đấy. Đấy này, em đã quay xong cái phần khoang máy cho anh ra xem rồi. Bốn quả nốt thì còn rất là dày, có la răng đúc và có phanh ABS. Phần gầm cua lốp em quay trực tiếp cho anh ra xem, rất là sáng bóng anh ra nhá, không có dấu hiệu bị mục ngoặt luôn. Và xi nhan thì thích hợp trên gương rồi. Đấy, cái con Dio này nó để cạnh con Innova thì nó mở ra nó cũng không em mở ra nên chỉ sợ chạm này. Đấy, chỉ sợ chạm, vừa mở vừa giữ đây. Bên trong nội thất thì bác chủ bác đã trang bị gọi là thảm để chân là 3D và có trang bị thảm rối rồi. Khoảng cách giữa ghế trước với ghế sau thì rất là rộng rãi luôn. Đây, rất là đẹp. Nói chung là chiếc xe này thả map cho anh. Thả map cho anh là cái gì hử anh ơi? Cho anh địa chỉ gái ơi. Địa chỉ của em là đây. Đấy, em quay chi tiết không lại bảo là em suốt đọc quá nói mồm. Nhưng mà đây, chính xác đây. Địa chỉ bên em là đây. Siêu thị ô tô Bình Minh, được chưa? Đấy, tại mặt đường 62m, cạnh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, đối diện bệnh viện Nhi Thanh xã Nhân Hồng, thành phố Hải Dương. Anh Mậu quê ở đâu nhỉ? Anh Mậu quê ở đâu nhỉ? Anh có thể là cho em xin cái địa chỉ quê anh vào đây được không ạ? Nếu mà anh Mậu mà tự tin, đấy, tự tin với em suốt, cọc cho em suốt đánh xe tặng nhà cho anh ra xem luôn. Không đúng như em suốt tả, không đúng như em suốt nói trên livestream. Em suốt trả lại anh Mậu 100% cọc, trả lại 100% cọc, còn hỗ trợ anh thêm 5 triệu, được chưa? Đấy, mất công em đi đường nhưng em còn hỗ trợ anh. Anh ở Tứ Kỳ, ôi trời ơi, Tứ Kỳ quá gần em luôn. Đấy, tí anh lên luôn với em. Tí anh Mậu lên luôn với em. Đây, đèn chiếu phía sau rất là sáng bóng rồi. À, là anh Thanh ơi, đậy hộ em cái nắp cabo xuống không mưa rồi. Đấy, đây. Xe rất là đẹp luôn anh Mậu nhá. Hộp số tự động. Đấy, hộp số tự động. Keo chỉ máy số nguyên zin. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2016. Xe nhập nguyên chiếc, động cơ 1.4, số tự động. Đấy, quá là ok. 17 giờ anh về anh đi qua, 17 giờ thì anh vào đây với em suốt. 17 giờ cứ alo cho em suốt qua số hotline cũng như số Zalo mà em đã ghi dưới màn hình rồi. Và lát nữa thì em sẽ kết nối Zalo với anh Mộng. Đấy, em sẽ gửi hình ảnh của chiếc xe này cho anh Mộng xem lại một lần nữa. Và thưa tất cả anh chị mình, trước livestream đây em nói luôn là xe đẹp thì nó hay bị mất. Đấy, tức là sao? Tức là có rất là nhiều khách hàng vào tham gia livestream này, rồi là vào tham gia mua xe này. Đấy, có khả năng là vừa nãy mới vào xong, xe thì giờ vẫn còn đây, nhưng mà 15-20 phút sau thì khách đã mua mất rồi. Đấy, kết nối Zalo cho anh, ok anh Giai. Thì có thể là anh Mộng cứ cọc cho em 2 triệu cũng được. Đấy, sau đó thì chiều anh Mộng về đây xem. Không ok, em rút trả lại 100% cọc cho anh. Đấy, trước mặt các khách hàng. Ngày nào 11:30 em suốt cũng lên sóng báo giá. Ngày nào cũng như ngày nào. Đấy. Bây giờ anh làm việc đây, còn thì gửi cho anh. Ok anh Giai. Lát nữa thì là em sẽ gửi cho anh. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho anh. Chiếc xe này rất là đẹp luôn.
và sẽ không có một cái lời gọi là tư vấn sai sự thật, không có lời tư vấn sai sự thật. Zio này và Zio Hatchback hoặc Accent số tự động, Zio Hatchback cũng có Zio Hatchback luôn đấy. Zio Hatchback thì lại đang để ở cái ngoài vị trí này nó lại xa với em quá, em cứ ra không biết là có kết nối mạng được không. Nay ngày mùng 1 anh không nói nhiều nữa. Ok anh Dây, chứng tỏ là anh Mộng là một người anh rất là tuyệt vời đấy, rất là tuyệt vời, nó làm ảnh hưởng đến công việc của em. Em cảm ơn anh đấy, em cảm ơn anh rất là tuyệt vời. Đây là Zio Hatchback này anh Mộng này, đây là Zio Hatchback anh nhá. Đấy, Zio Hatchback đây, xe mang biển số của quê hương Hưng Yên và có cửa lóc cửa trời, đèn thì toàn bộ là đèn bi cầu rồi, 4 quả lốp mới, có na răng đúc rồi anh ra nhá, xi nhan trên gương, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023 và có cửa lóc cửa trời. Chiếc xe này khóa cửa rồi, em xuất không quay nội thất bên trong cho anh Mậu xem được. Đấy, không quay nội thất bên trong cho anh Mậu xem được. Lát nữa em gửi luôn cả hình ảnh cho anh Giai xem, xem anh Giai thích chiếc nào nhá. Đấy, thích chiếc nào thì em xuất sẽ chuẩn chỉ chiếc đấy cho anh Giai luôn. Đây, Eco Sport em mới về này, Eco Sport em mới về này anh chị này. Vừa nãy mới đi quay video về, buổi chiều nay em sẽ cho em ấy lên sóng. Đời con Zio Hatchback đấy là đời 2015 anh Mậu nhá. Hatchback đời 2015 anh Giai ạ. Hatchback là đời 2015. 2015 xe nhập. Chiếc xe đấy thì em xuất sẽ để cho anh là 390 triệu đồng. Đấy, 390 triệu đồng. Rút hồ sơ cho anh. Mưa to rồi, em không thể em lại không nói được nữa rồi, mưa to quá. 91 khách hàng đang tham gia livestream của em. Mỗi anh chị mình vào tham gia livestream thì thả tim thả like cho em xuất xin một nhát nào. Thả tim thả like mạnh mẽ lên cũng như là cho em xuất xin được chia sẻ mới đi anh chị ơi. Em chào anh Hà Vi Thanh Trung. Đây, anh chị nào mà muốn đi mẹc thì em có mẹc đây. Mẹc C200 độ form 300, em đang bán là 485 triệu. 485 triệu thì ngày hôm nay em sẽ để cho anh chị là còn 465 triệu, 485 thì còn 465. Em chào anh Công Thành. Em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị mình. Và anh chị nào mà đi Santa Fe thì em có Santa Fe màu vàng cát. Em chào anh xe điện, xe máy Khang Giang. Đấy, chắc là anh bên bán xe điện xe máy. Em chào anh Quang Định. Em chào anh Nguyễn Tiến Lập, em xin được gửi lời chào tới tất cả anh chị mình. Anh chị nào mà còn đang quan tâm đến dòng sản phẩm nào nữa thì hãy bình luận vào trong đây. Đây. Và anh Mộng có thích cao nữa thì em có cao nữa cho anh Giai đây. Kia Sonato đời 2020, zin từ lắc dàn quà, zin từ con ốc zin đi. Em đang bán chiếc xe này là 425 triệu hộp số tự động. 425 thì hôm nay em để cho là còn 415, 410 đi. Đấy. Bớt máu lửa luôn. Em chào anh Văn Khương. Hôm nay anh Khương vào với em muộn thế. Vào với em hơi muộn đấy anh ạ. Bây giờ thì em xuất xin được nghỉ live tại đây. Chúc cho tất cả anh chị mình có một buổi trưa thật là vui vẻ và một buổi chiều làm việc thì đấy kết quả cao. Thân ái chào tạm biệt tất cả anh chị mình. Mỗi anh chị mình vào tham gia live stream thì cho em xuất xin được chia sẻ mới, cũng như là thả tim thả like giúp đỡ em. Và anh chị mình nhớ là ấn hình quả chuông, bật nút thông báo để cập nhật những buổi em báo giá, cũng như những hình ảnh, những video mà em xuất đăng tải hàng ngày, để không bị bỏ lỡ những chiếc xe mà anh chị đang cần tìm. Thân ái chào tạm biệt tất cả anh chị em nhà mình. Hẹn gặp anh chị mình vào khung giờ 11:30 các ngày trong tuần anh chị nhé. Thân ái chào tạm biệt tất cả anh chị mình.